Bộ âm thanh này có giá đâu đó là hơn 100 triệu, nhưng thực chất thì anh cũng không có cần là phải xem nhiều hoặc là cần phải test này kia cả. Nói chung là anh rất là tin tưởng, cho nên là anh kêu là giao cho bọn em tự setup, bọn em cảm thấy như thế nào là hay, như thế nào là ok thì cứ lên cấp hình cho anh. Vấn đề tiền nong chưa quan trọng, quan trọng cho chất lượng cho anh là được. Hello, xin chào tất cả mọi người, thì một lần nữa chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Thiên Phượng Audio. Thì trước mặt mọi người đây là một combo mình đang chuẩn bị setup để gửi cho khách hàng ở Sơn Trà. Thì bộ này đâu đó là 100.240.000 đồng. Thì bộ này mình sẽ phối ghép đó là một chiếc loa Bô L1 Pro 16 và một cái mixer là Tonmat T4S và một bộ X-Drive chuyển đổi có dây thành không dây. Kèm theo đó thì khách có mua thêm là một bộ Bô Batibo Home Speaker. Đó, thì với Micro Eco M1 để đôi lúc khách mang đi chơi thì khách có thể sử dụng cặp mic này cho nó tiện dụng. Đó, khỏi phải mang. Còn cái T4S này thì khách sẽ để cố định ở nhà. Và hiện tại thì khách đang có một chiếc micro là Sennheiser 835. Bên mình cũng có cái mic đó, cho nên bây giờ mình sẽ dựa vào đó để mình setup cho khách và sau đó mình sẽ gửi cho khách hàng. Thì ok, bây giờ mình sẽ khui và setup sau. Rồi ok mọi người, thì nãy giờ mình đã setup xong rồi. Thì bây giờ mình sẽ test và hát thử xem nó đã ok hay chưa, để mọi người chúng ta cũng luôn tiện chúng ta nghe thử, chúng ta trải nghiệm chất âm của L1 Pro 16 khi ghép với là T4S cho ra chất âm như thế nào, có ok hay không mọi người ha. Thì bây giờ mình sẽ hát thử một đoạn mọi người. Đêm thanh vô cùng, giây phút từng ok mọi người, thì nãy giờ mình đã setup rồi và mình đã hát thử và test thử rồi. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn khách hàng sơ qua về cách kết nối thôi, thì nó cũng đơn giản thôi. Chỉ cần sử dụng một cổng dây Tonmat này, rồi chúng ta cắm một ngọ vào đây. Đó. Và một ngọ thì cắm vào phía sau của loa là xong thôi. Bây giờ mình bắn quay ra phía sau đây luôn. Đây thì cũng có sẵn một cái ngọ này, thì chúng ta găm vào cái ngọ Tonmat này là xong thôi. Đây. Đó. Chỉ đơn giản vậy thôi. Còn nhạc thì có thể kết nối từ TV xuống hoặc là bắt Bluetooth trực tiếp vào cái chiếc loa này là được. Còn vấn đề volume này kia thì không cần can thiệp gì hết. Đó, tại vì cái này thì nó sẽ auto lấy âm thanh từ con T4S luôn rồi. Đó, và nếu mà bắt Bluetooth thì chỉ nhấn vào đây một trong vòng khoảng 3-4 giây gì đó thì nó sẽ chớp cái đèn xanh, rồi sau đó là mở lớn nhỏ volume nhạc ở đây thôi. Đó, thì vấn đề kết nối này thì nó cũng đơn giản thôi mọi người ha. Rồi, còn trên phần Tonmat thì cái này thì mình sẽ setup cho khách là hai ngọ, một ngọ là eco nhiều và một ngọ là eco ít.
bởi vì khách có chơi guitar này kia luôn, cho nên mình sẽ setup theo một ngọn để cho khách chơi guitar và khách hát cũng rất là tốt, cho nên là mình sẽ setup hai đường, một đường là echo nhiều và một đường là echo ít để cho khách trải nghiệm. Đôi khi khách muốn hát gọi là cái âm thanh thực một chút mà ít echo một chút quá thì khách có thể cắm qua cái ngõ số 2 này. Ok mọi người, thì nãy giờ mình cũng đã setup xong và hướng dẫn khách hàng về cách cắm dây này kia xong rồi. Thì bây giờ mình sẽ đóng thùng và niêm phong để gửi cho khách thôi. Bộ âm thanh này có giá đâu đó là hơn 100 triệu nhưng thực chất thì anh cũng không có cần là phải xem nhiều hoặc là cần phải test này kia cả. Cho nên là anh nói chung là anh rất là tin tưởng, cho nên là anh kêu là giao cho bọn em tự setup, bọn em cảm thấy như thế nào là hay, như thế nào là ok thì cứ lên cấp hình cho anh. Vấn đề tiền nong chưa quan trọng, quan trọng cho chất lượng cho anh là được. Ok, nói chung là rất cảm ơn sự tin tưởng của anh đối với Thiên Vũ. Thì bây giờ mình sẽ tạm dừng clip ở đây. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong một clip tiếp theo. Nếu mọi người thấy ok thì cho mình một like, share và subscribe để mình tiếp tục mình xem mình làm lên những clip hay hơn. Và chào mọi người ha.